tịnh được lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiền tinh phải bình hoàng, được an vui trong mình và những người trong giao quyến cả thảy. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kịp sao, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dẫn kinh chi cu sa la cầm măng cách tập băng khi đi dân mà măng cả dê na quả cha mà na sa ti đa sê su ca tăng ca tăng dê sa ta san nhị nơ a thì dê cho sa ta a san nhị nơ các tăng buồn nhập phà lăng mày hằng sạp để pha ghi phà quan từ tệ dây tăng các tăng sư quý đi tăng định năng buồn nhập phà lăng mà giả dê cho ta thành là cha nan tí để qua cạnh tờ thì dễ là dâm sạp bê lo cầm thì dễ sát ta chị quan ta hạ ra hê tu ca má muốn năng phô cha năng sạp bê là phan từ mà chê ta xa tí phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an, con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Kha Giá. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự cơ pháp cứu kinh số 174. Và chúng con thành kính cung thỉnh ngài Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn thỉnh được ban trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 174.
Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bảo Satanatayasawanda Mi Vutho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hichetako Lokasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Trên này giác tâm Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài vật trí thức không đau sanh bằng, thoát ly phiền não trôi trăng, tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lớp trần, con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô a di bồ tát ta sa sa thu nô lô ca nam mô tha sa vi na tha rô cô sa pa nhu pu tha pa ti pu ti san nhã tu văn đà ma han tăng na ra pu Cha này giác tâm, pháp bảo vô như ánh vàng, Như Lai soi sáng, vẹt mạng, vô minh, phá tan, lâm đạt chúng sinh, để dùng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang, đảng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khu su thô thu gắt tá sá sa vô cô sích kha su ca mô vô rắc hầm mát sích kha cô nình đà vô sang sa di a na đa rô vô rô văn đà mát hành tăng na ra pù Cha này giác tâm, tăng bảo thiên văn Phật đà, tầm học mong rõ, để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, sao lìa thể pháp, phàm nhân ai bị. Con xin lên đại tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi kính dường. Ra tà nát tê gia tê chê nát sức khà mê ê tu quá thà nàng tát xà bí à nú pa vê nát xà hà xà dê nát sức chạch tụ. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tăng dương ân đức tâm bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 174. Anh tháp phù tổ ở dần lộ tổ, anh tháp phù tổ ở dần lộ tổ, anh tháp phù tổ ở dần lộ tổ. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Anh tháp phù tô là một ha, a dằng là hai ha, lô cô là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ anh tháp phù tô ở đây có hai từ đi chung với nó, chữ anh tháp và chữ phù tô. Anh tha đây là một tỉnh từ, có nghĩa là mù quáng. Anh tha là mù quáng, mờ mịt tối tăm. Rồi chữ phu tô, phu tô do cái từ phu tá. Phu tá nó nằm trong một cái dạng quá khứ phân từ, phu tá có nghĩa là đã trở thành hay là đang là, đã trở thành hay là đang là. Vậy thì hai cái từ này đi chung với nhau, mà phu tá ở đây được chia theo chủ cách số ít nha, tức là Pathama Ekavachana Vipatti, cho nên phu tá nó biến thành phu tô. Anh tháp phu tô ở đây có nghĩa là mù quáng, tối tăm, mờ mịt. Rồi từ thứ hai, từ thứ hai là chữ a dằng. A dằng do cái từ y đăng, có nghĩa là cái này, cái này. Nhưng mà cái này ở đây nó đi chung với cái từ lô cô, lô cá. Thế gian này, lô ca là một danh từ nam tính ha, ác ranh tóc cung linh ca. Nhưng mà chữ lô ca này đứng cái dạng chủ từ,
bà tham án nghe câu quan chân bị phát tí cho nên lô cá biến thành lô cô. Lô cô là thế gian, thế giới. Ai dân lô cô là thế gian này. À, dân lô cô. À, như vậy thì anh Thác Phu Tô ở dân lô cô. Thế gian này mù quáng, thế gian này tối tăm, thế gian này mù mịt. À, bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Tanukettavipassati, Tanukettavipassati, Tanukettavipassati. Câu số 2 có hai từ Tanuketta và Vipassati. Chữ Tanukettha cũng do hai từ đi chung với nhau. À, tức là Tanuka cộng với Ettha. Tanuka à, tức là Tanuka à, ở đây à, có ý nghĩa là ít ỏi. Tanuka và chữ Ettha ở phía sau. Ettha à, nó là một càng từ ha. Ở đây thế gian, Ettha là ở đây bên thì Tanu Ettha ở đây ít hỏi hay là ở đây số ít, ở đây số ít. Rồi cái từ thứ hai Vipassati. Vipassati à, đây là một cái động từ số ít do căn ngữ dis à. Vipassati ở đây có nghĩa là nhìn thấy rõ, nhìn thấy rõ. Rồi như vậy thì Tanukettavipassati, số ít ở đây nhìn thấy rõ. Hoặc là ở đây số ít nhìn thấy rõ, số ít là ít người. Rồi bây giờ đến câu số 3. Câu số 3 Sakuno cha la moto wa, Sakuno cha la moto wa, Sakuno cha la moto wa. Câu số 3 chữ Sakuno. Sakuno à, do cái từ Sakuna. Sakuna là một danh từ nam tính, Atalanta cung linh ra. Nhưng mà Sakuna ở đây được chia theo chủ các số ít và Thamma Ekavachana Vipatti. Ở trên đó người ta viết chỉ chữ chỉ no, chỉ na có dấu chấm. Sakuno chứ không phải là Sakunto ha. Sakuno chứ không phải Sakunto. À, trên bài học làm sao nhìn vô đó. Sakuno, Sakuna là con chim. À,
Nó lòng chiên từ nam tính A Sở Văn Tóc Cung Linh Gá Sakuna Sakuno, chứ không phải là chữ Sakunto ha, hai chữ khác nhau xa ha. Đó, bài học sao thì coi trên bài học đó. Rồi từ thứ hai, cha lắm mút tổ quá, cha lắm mút tổ quá. Ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, tức là cha lá, cha lá và chữ mút tổ quá. Chữ cha lá đây là một danh từ trung tính á toàn tên nó phùng sắc tà linh giá. Cha lá có nghĩa là tấm lưới. Rồi chữ mút tô quá, mút tô quá ở đây chỉ chữ mút tô do cái từ mút ta. Mút ta là một cái dạng quá khứ phân từ, à đã được thoát ra, đã được thoát ra chữ mút tô. Rồi chữ y quá ở sau cùng, y quá ở sau cùng là ví như, ví như ha, à được thoát khỏi tấm lưới. Ví như được thoát khỏi tấm lưới, cha lá mút tổ quá. Nhưng mà cái gì thoát khỏi tấm lưới? Con chim. Ví như con chim được thoát khỏi tấm lưới. Rồi mình đến câu cuối cùng, à, câu số 3 nhớ chữ kiếm ha. Sakuno trong phải Sakunto. Sakuno mà chữ Sakuno chữ N có dấu chấm, à, N có dấu chấm thì trong Bali nhất là chữ Khmer người ta phân biệt rõ. N có dấu chấm thì đọc là chữ ná nhưng mà giọng nhẹ. Còn chữ N không có dấu chấm thì chữ ná chúng ta đọc giọng nặng, à, tức là lahu và garu, à, garu là nặng mà lahu là nhẹ. Một rồi lợi hại ở đâu đấy, trong cái kinh Pali cũng có, toàn là bệnh hoạn hay là bị bệnh da liễu không hay sao, một rồi một ghẻ tục lắm cái bài này. Rồi số 4. Abo sắc gà giá gắt chặt tí. Abo sắc gà giá gắt chặt tí. Abo sắc gà giá gắt chặt tí. Câu số 4 ha. Câu số 4. Chữ Abo. Abo do cái từ Appa. Appa đây là một tính từ nam tính ha. Nhưng mà chữ Appa đây được chia thành chủ các số ít và tham án để có vô chân là vị pháp tí. Cho nên Appa biến thành Appo. Chữ Appo có nghĩa là một chút ít, à, chút đỉnh vài cái, à, chút đỉnh vài cái. Tức là nó lên một cái số lượng nhưng mà khiêm tốn ít ỏi, chút ít Appo. Rồi, à, chữ từ thứ hai sắc ga giá. Sắc ga giá do từ sắc ga. Sắc ga là một danh từ nam tính á lan ta phong linh ga. Và chữ sắc ga này được chia theo chỉ định cách, à, chỉ định cách số ít. À, đây là cách chia và chúng ta thấy ít cách sử dụng. Chỉ định các số ít tức là cha tu thi vì pháp tí ê có quá trình á, à, chữ sắc ga biến thành sắc ga giá. Sắc ga giá tức là đến cõi trời, đến nhàn cảnh, đến thiên giới, đến cõi trời, đến nhàn cảnh, đến thiên giới. Rồi, động từ cuối cùng gắt chặt tí là đi,
đi đâu, đi đến cõi trời, đi đến nhàn cảnh, đi đến thiền giới. Đó. Thì cái câu cuối cùng này có nghĩa là chút ít đi đến cõi trời, chút ít, hoặc là một chút đến, một số ít đi đến cõi trời. Ở đây nói con người của chúng ta. Rồi, câu Phật ngôn 174 cho chúng ta ý nghĩa thế gian này là mù quáng. Ở đây số ít người nhìn thấy rõ, chút ít đi đến cõi trời. Ví như con chim được thoát khỏi tấm lưới. Xin đọc lại, thế gian này là mù quáng. Ở đây số ít người nhìn thấy rõ, một chút ít đi đến cõi trời. Ví như con chim được thoát khỏi tấm lưới. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thấy ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùng chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Thế gian láng quá mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùng chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì rõ ràng, gọn gàng, ngắn gọn: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới. Không đi thiền giới đi đâu? Đi xuống nơi thường trú của mình, có những cái lâu đài đẹp đẽ, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và ác tù là. Mà còn đi lên ở trên thì nhiễm lắm. Rồi, bây giờ bắt thăm đi, ai muốn đi lên đi xuống? Theo câu Phật con này, ít người đi lên thiên giới. Rồi, học đi. Học đi rồi hồi thảo luận ha. Chữ Sakuno rõ ràng như vậy mà chát lên là Sakunto. Trong bài học này thì chữ Sakuno thấy rõ là Sakuno đi. Còn lấy chữ sắc cun tô ở chỗ nào, ráp chỗ đèn chi vậy không biết nè. Rồi câu là đen nha: anh tháo phu tô ở dân lô cô, anh tháo phu tô ở dân lô cô. Câu đầu tiên này có tất cả là mấy từ? Và là thể thơ bao nhiêu từ? Lô một người ngủ trang rồi, nay giờ ru ngủ cũng sướng ha. Rồi ba người luôn, nhiều quá, ba người mà cùng một tên cũng như không. Anh thắp phu tô ở dần lồ cồ, thức dậy bà con ơi. Cho nên ít người đi lên thiên giới là vậy đó. Học không lo học, nó mỗi lần tám là sướng lắm, nó sạm rồi thế này thấy ào ào. Còn bây giờ học thì coi như ít người học mà nhiều người thì quậy ha. Nói vậy không biết tăng có đúng không, dễ bị phù mò quá. Chẳng qua là thích bà con thôi, để bà con tham gia. Thế cái này là thích đúc khá tham gia chứ không phải xú khá nè. Thì xú khá mà tham gia từ đầu á. Còn này thích đúc khá. Hai ba người là nhiều rồi. Anh là một, tha là hai, phu là ba, tô là bốn, á là năm, dân là sáu, lô là bảy, cô là tám, tức là tám cô nha. Cô là tám, tức là tám cô.
Thì bây giờ ta tam từ đó là một cái thể thơ bắt ngôn ha, chứ không phải ngũ ngôn như ngài Hòa thượng Minh Châu năm chữ, mà đây là bát ngôn. Rồi trong tám cái từ này à, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm thông thường? Wow, bây giờ xin mời ta tham gia nữa ha. Rồi, Sức Kim, Sức Nhật Quỳnh, Sức Kim, rồi Sức Mê Ta. Ủa, ủa sao hai đứa, hai bà Kim này dữ vậy ta? À, rồi, như vậy là... À, Sức Xuất Há nữa chứ, quên. Rồi, như vậy là bốn trường âm thông thường. Cho xung tụ ha, à, hai người xem xung tụ có nghe tay tay trái, tay phải. Quên, 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 xin lỗi, xin lỗi. Cho nó xung tụ. À, giữ phu là một, giữ tô là hai, giữ lô là ba, giữ cô là bốn, tức là bốn cô ha, bốn trường âm thông thường. Trong bốn trường âm thông thường quý vị đã tìm ra, vậy thì trường âm nhấn nó được mấy chữ? Trường âm nhấn, trường âm nhấn có một thôi ha, à, chính là chữ đầu tiên, chữ anh. Anh là một trường âm nhấn. Và câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? À, chị Kiềm nói tới ba loại luôn, dữ thế. À, Sức Mê Ta, Sức Nhật Quỳnh, Sức Xuất Khá cũng đồng ý là ba loại trường âm. Vậy thì bây giờ gom lại sao cho đủ ba loại này? À, phân tích thì sao gom lại cho đủ ba loại? Alo, quý vị tham gia nha. À, rất là nhiều khi chúng tôi tự nhiên muốn quý vị mạnh dạn lên một chút nữa. Ví dụ Sức Quyển Bọng nè, à, Sức Chân Thư nè, Sức Hiền Hòa, Sức Thi Dân Lạc, Đạo Hữu, Giọt Nắng Gọi Mời nè. Quý vị cứ mạnh dạn đưa tay lên, học là phải hỏi để trắc nghiệm lại cái sự học hỏi của mình. À, tiến bộ hay là dầm chân tại chỗ. Alo, Sức số khá mà chát chát chót được thế này thì thấy cũng đương đương quẩn nè ha. Thôi thì không biết lấy gì mà hỏi, giỡn hoài. Nghĩa là thọc đát người ta mà không biết lấy gì mà hỏi, giỡn. Bây giờ hỏi Sức số khá nè ha. Chú Shishuka bây giờ là đương đương cảnh nè, vô tham gia được nè. Thì bây giờ Shishuka phân tích cái câu số 1 nè, để cho bà con, nhất là Sức Kim nè, không biết cái gì để mà hỏi nó dở ẹt ha. Rồi Shishuka phân tích câu đầu tiên. Alo. 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 Dạ. Cảm ơn cô nhiệt tình và con kính chiên sư. Nam mô Bụt Tha Lá, Nam mô Tham Ma Lá, Nam mô Thân Kha Lá. Kính đảnh lễ thượng đạo trí thức cùng chư tu đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú và tự trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 của câu kinh Pháp Cú 174. An tháp phù tù ác răng nô cù. An là trường âm nhấn, thá là vạn âm, phu là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, án là vạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, cô là trường âm thông thường. Dạ, câu này có ba loại trường âm, trường âm nhấn và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và bốn trường âm thông thường và có hai đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong, đã phân tích thỉnh sư lên nít ạ. Nam mô Bụt Tha Lá. À, sa thủ Sức Xuất Khá, gọi là Xuất Khá thì coi như là chuẩn nè.
Đúc khá là độc đúng không? Còn cái nào mà gọi đúc khá thì không phải là không bảo đảm. Nhưng mà chắc ăn là mình nói người ta có nghe không? Cho nên cầm micro lên là phải alo alo ha. Alo alo vậy mà không không chịu coi như báo cho người ta biết rằng âm thanh ổn định. Ngồi im ru à. Khi nào mà thấy cái tín hiệu báo là đã được nghe rõ thì đó Shishuka mà chịu nó chịu trình bày cho chúng ta nghe rõ ràng hơn ha. Quý vị nên hưởng ứng ha. Khi người ta cầm micro nhiều khi nói chư thiên nghe mà người không nghe nó có mệt đi mà không ai nghe nó, cho nên ngay Shishuka có cái hay là coi nhiều phải khẳng định âm thanh lại có bà con có nghe không. Alo alo ha. Mình đúng là đang dùng điện thoại cái này không thấy không rõ. Rồi sa thú sa thú, cái mà rõ nhất là phân tích chính xác. Câu số 1 là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm là chữ anh, trường âm thông thường là chữ phu, chữ tô, chữ lô, chữ cô, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ dân. À, như vậy là chúng ta thấy có 6 trường âm, 6 trường âm trong câu đầu tiên và hai đoạn âm, đó chính là chữ thá và chữ á. Xà thủ, chữ số cá. Như vậy mà ai cũng chê, chữ số cá phân tích chính xác vậy mà chê sao được. Rồi xong ha. Rất là hỷ sử dụng điện thoại mà phân tích cũng chính xác, chữ nhỏ xíu vậy mà cũng thấy rõ nhé, hay thiệt. Câu số 2, Tanuketavipassati. Câu số 2 là một câu mà chúng ta thấy ở trong này có bao nhiêu loại trường âm, có bao nhiêu loại trường âm. Shishuka nói rằng chỉ có một loại trường âm. Hay quá ha. Vậy thì trường âm thông thường có được mấy từ? Trường âm thông thường sao? Hỏi trường âm thông thường chứ ai cho ăn hột diệt vậy, kỳ quá. Trường âm thông thường đưa hột diệt lên anh thôi, quê quá thôi. Hỏi trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? Quý vị nó có hai ha, hai trường âm nhắn, đó là chữ kết và chữ bát. Chữ kết và chữ bát là hai trường âm nhắn. Như vậy thì cái câu này chúng ta thấy hai trường âm nhắn và có bao nhiêu đoạn âm. Có 6 đoạn âm và hai trường âm cho nên nó mới trở thành một câu gọi là bát ngôn tám từ ha. Rồi sa đu, câu số 2 là một câu đặc biệt. Là khác câu số 1 có đầy đủ 3 loại trường âm thì câu số 2 này chỉ cần một loại trường âm là đủ, mà một loại trường âm đó chính là trường âm nhắn. Rồi như vậy thì câu 1, câu 2 sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha, tức là đọc cho nó ăn rơ với nhau. Anh tha phù tô a dần lô cô tân lu kê tha vi pát sa ti. Anh tha phù tô a dần lô cô tân lu kê tha vi pát sa ti. Anh tha phù tô a dần lô cô tân lu kê tha vi pát sa ti. Đây, đọc thêm lần nữa. Anh tha phù tô a dần lô cô tân lu kê tha vi pát sa ti. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3. Trong hai câu này có gì thắc mắc không? Câu thứ ba này chắc thắc mắc.
Đạo này chữ Sakuno thành ở Sakunto ha. Câu thứ ba, Sakuno cha lamuto wa. Sakuno cha lamuto wa. Sakuno cha lamuto wa. Trong cái câu số 3 có bao nhiêu trường âm thông thường? Có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu 3. Chữ nô một hai, chữ cha là hai, chữ tô là ba, xà thú. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm số 0 to tướng chữ nhật quỳnh chát đi bự quá làm ở dưới người ta bất chấp chiếc kim này chiếc số ca chiếc người ta bất chấp thấy số 0 bự á rồi không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm vậy thì vậy thì câu số 3 này có trường âm nhắn hay không? Có trường âm nhắn hay không? Câu 1 hả? Câu 1 hả? Đó chính là chữ mút. Đó chính là chữ mút. Câu số 3. Có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 3. Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Meta, Sĩ Sú Khá. Nó là có hai loại trường âm. Đó chính là trường âm thông thường và trường âm nhấn, phải không? Trường âm thông thường và trường âm nhấn. Chính xác, chính xác. Mình chào Sĩ Châu Nguyễn đi học trễ. Rồi, như vậy là câu số 3 có gì thắc mắc không? Alo, ai thắc mắc câu số 3? Bây giờ đương phân tích không thắc mắc mà xíu nữa qua rồi hoặc là chưa đến mà thắc mắc là đã phải là làm tốt độ hình nha là tiến triển á rồi không ai thắc mắc thì tới câu số 4. Câu số 4 là câu cuối cùng ấp bồ sắc là gia gắt cha ti ấp bồ sắc là gia gắt cha ti ấp bồ sắc là gia gắt cha ti câu số 4 có bao nhiêu từ câu số 4 có bao nhiêu từ có 8 từ trong 8 từ này có bao nhiêu trường âm có bao nhiêu trường âm trong tám từ này thì có tất cả là 5 trường âm nè tham gia liền Sĩ Châu Nguyễn uống cà phê có xúc miệng rửa mặt chưa hay là thấy người ta chết lên số 5 bất chước nhìn cho kỹ đi thấy người ta chết lên số 5 cũng là chết lên số 5 rồi để tính cho năm trường âm đó là chữ ấp là một chữ bô là hai chữ sắc là ba chữ ra là bốn và chữ gác là năm hên quá ha chữ hụt đúng rồi trong năm trường âm này bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm trường âm này có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm trả lên số 2 vậy là sẽ kiếm nghĩ sao ta già rồi lắm cẩm rồi trong năm trường âm này thì đâu có trường âm nào đọc theo giọng nguyên âm gì mà chát lên số 2 cái bà này thiệt cho người ta bắt chước theo chát lên lại lệ để cho người thấy mình giỏi rồi cũng bắt chước ha gài bẫy bẫy ba con à con có thì nó không có đừng ở suối cho người ta làm loạn ta rối trật tự không à đâu có trường âm đọc thì nguyên âm trong cái câu này đâu
Rồi, bao nhiêu trường âm thông thường nè? Bao nhiêu trường âm thông thường? Đó, bây giờ trường âm thông thường có hai là chính xác. Chính xác luôn. Chữ bô và chữ ga. Chữ bô và chữ ga là hai trường âm thông thường chính xác. Như vậy mà nói trường âm đọc theo giọng nguyên âm nó hai. Cái bàn này cả chân. Rồi, bao nhiêu trường âm nhân? Trường âm nhân nè. Rồi, trường âm nhân câu 3. Xà thu, xà thu. Chữ ấp là 1, chữ sắc là 2, chữ gấp là 3. Chính xác. Uầy, xích trong Nguyễn ơi. Vô sao cũng có phần chứ không phải vô sao là không có phần đâu nha. Vô sao phân tích lại câu số 4 để cho xích kim thấy rõ ràng đi. Chứ còn ở xích kim mà chứ hay chọc 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 hay dễ 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 bị bóp lắm. Rồi xin mời xin cho Nguyễn ha, câu số 4 nha. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phân tích câu Pháp Cú số 4. Câu số 4 của câu Pháp Cú Kinh. Dạ Áp Bồ Sắc Gà Giá Gắt Chá Tí. Áp Bồ Sắc Gà Giá Gắt Chá Tí. Dạ Áp là trường âm nhấn, Bồ là trường âm thông thường, Sắc là trường âm nhấn, Gà là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Gắt là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Tí là đoạn âm. Dạ trong câu này trường âm nhấn có chữ ấp, chữ sắc và chữ gắt là ba trường âm nhấn. Trường âm thông thường có hai là chữ bô và chữ ga. Còn là đoạn âm là chữ giá, chữ chá và chữ tí. Dạ không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa con đã phân tích xong ạ. Con phân tích có sai, con nhờ sư sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Sao thu, sao thu, si trầm nguyện, sao dấu được. Chiến tình hoa mà sao sai được. Ai với si số khá là quan hỷ tới tặng hoa đầu tiên à. Rồi. Hay như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc xong rồi. Siết mít ta tặng hoa cuối cùng, mấy cành hoa hướng dương này đi hái lâu quá, cho nên siết cho Nguyễn cũng thông cảm ha. Hoa hồng, hoa đào gì đó hái lẹ, chứ còn hoa hướng dương nó dai quá, bức nó hơi khó khăn ha, thông cảm nha. Rồi câu số 4 chúng ta kết thúc. Vậy thì câu 3, câu 4 câu 3, câu 4 nó sẽ liên lạc với nhau. Sakuno cha la mút tô quá ấp bồ sắc cha giá gắt chá tí. Sakuno cha la mút tô quá ấp bồ sắc cha giá gắt chá tí. Sakuno cha la mút tô quá ấp bồ sắc cha giá gắt chá tí. Đọc cũng hơi lè lưỡi ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Xin chào cô tu nữ tuệ duyên. Cái chùa mà có những thức bây giờ mới chịu thức dậy, khổ thiệt á. Đáng lẽ chùa phải ngủ sao dậy trước, phải thức sớm trước chứ. Trời cô tu nữ gì mà ăn ngủ tới bây giờ mới dậy. Chắc là chắc nó đọc cái giọng vừa vừa là chắc đúng rồi. Còn nó đọc cái giọng mà rõ ràng thì coi là vì công việc này công việc kia không sao. Rồi bây giờ ông lại từ trên xuống dưới nha. Anh tháp phu tổ ấy dần lô cô tân nu kê sa vi pa sa ti sa cu nô cha la mút tổ wa ấp bồ sắc gà gia gáp cha ti. Anh tháp phù tô ái dặn lô cổ ta nu kết sa vi pát sa ti sa cu nô cha la mút tô wa ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti.
anh tháp bồ đề ấy dâng lô cô tân lục đệ sau vi pháp sẽ bị sắc phu đồ cha lâm mút đồ quá ấp bồ sắc và dân gan cha ti đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như kiên có cõi lưới rất ít đi thiền giới rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị à thầy Shishuka là thầy lúc này tiến bộ ha. Chị Kim lúc này giải đãi rồi. Xin mời Shishuka. Alo. Dạ, con xin phép tranh thủ một chút ạ. Con xin đọc trước cô Kim. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Meta, chú Nguyễn cho con viết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Lá, Nam mô Tham Mà Lá, Nam mô Sang Khà Lá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức, cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 174. An tha phu tô a răng lô cô ta lu kê tha vi pát sát tí sa cô lô cha na mu tô wa áp bồ sắc gà ra gác cha tí. An tha phu tô a răng lô cô ta lu kê tha vi pát sát tí sa cô lô cha na mu tô wa áp bồ sắc gà ra gác cha tí. An tha phu tô a rằng lô cô ta lu kê tha vi pát sa ti sa cô lô cha na mu tô wa áp bồ sắc gà ra gác cha tí. An tha phù tô a rằng lô cô ta lu kê tha vi pát sa ti sa cô lô cha na mu tô wa áp bồ sắc gà ra gác cha tí. Đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng thoáng mù manh, hiểm thay ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới chùm chim khó thoát lồng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng đấy. Đã con đã đọc bài xong, đã con đọc mà tại chỗ nào con kính xin sư sửa tha cho con ạ. Nam mô Bụt Thà Lá, con xin xuống mic ạ. Nghe rõ không bà con? Hello hello. Dạ yeah, cảm ơn đủ rồi đó. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trời ơi, con bữa hổm con nghe cô Nhật Quỳnh nói khi nào có chú khá vô là phải nhường cho cổ đọc trước đi. Tại vì trong nhà cổ có việc cổng nằm dùng, nó hay quậy dữ lắm. Con đọc trước để con xong chuyện, để con làm chuyện khác. Chứ con đâu muốn đứng trước làm kỹ móc gì. Đứng trước hay bị đọc sai, nó không có kinh nghiệm. Còn bị sư vũ nó ngu sao. Nhưng mà con có việc con phải làm cho xong để con làm chuyện khác được. Trời, con thấy đúng đấy chưa, hàng chị cô xúc khá đúng khá cười đấy chưa. Trời ơi, việc cộng này dữ lắm, ghê lắm, việc cộng là ghê lắm, không có chịu nổi đó đâu. Thôi bỏ qua đi, sư nói con mở nhọn nữa. Dạ, yeah, việc cộng là Minh Râu đó, con cháu của Minh Râu đó. Thôi bỏ qua đi, nghe nhắc tới muốn ói rồi. Dạ thôi, để con đọc kinh pháp cú, để con đi thiên giới trước rồi đã. Ở đây gặp Minh Râu nhiều quá, con cháu Minh Râu người ghê lắm. Con xin đọc kinh pháp cú có ở kệ 174. Thôi tôi đọc á, cô Nhật Quỳnh không cần phải xóa bài lên, tại cái chữ trong trong iPhone nó nhỏ lắm, tôi đọc rõ đâu, tôi đọc trong cái tập của tôi được rồi, khỏi mất công ấy lên. Ăn tha bù tô a dằng lô cô ta nút khét ta quý bát sa tí sa khu nô già la múc tô quá áp bồ sắc gà giá gắt chá tí. Ăn tha bù tô a dằng lô cô ta nút khét
Satavipassati Kuno Chà La Múc Tô Quá Áp Bồ Sắc Gà Giá Gắt Chá Tí Ăn Tha Bù Tô A Dằn Lô Cô Ta Núc Khách Tha Quý Pát Sá Tí Sắc Khu Nồ Chà Lâm Múc Tô Quá Áp Bồ Sắc Gà Giá Cắt Chá Tí Ăn Tha Bù Tô A Dằn Lô Cô Ta Núc Khách Tha Quý Pát Sá Tí Sắc Khu Nồ Chà Lâm Múc Tô Quá Áp Bồ Sắc Gà Giá Gắt Chá Tí Đời này thật mù quáng Ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai, xin sư sửa. Con trên trả máy là... Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Bình cho biết tín hiệu. Dạ, con kính lễ Ngài Tri Đức, con kính lễ cô Tu Nữ Tệ Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 174. Dạ, sau khi trả bài xong thì xin cho con vắng mặt trước máy một chút ạ. Anh tha phù tô a dằn lô cô ta nú cách tha quy bát sa ti sa cú nô cha la mút tô quá áp bồ sắc gà gia gắt cha ti anh tha phù tô a dằn lô cô ta nú cách tha quy bát sa ti sa cú nô cha la mút tô quá áp bồ sắc gà Giá gắt cha ti an tha phù tô a dằn lô cô ta nu kết tha quý bát sa ti sa cú nô cha la mút tô quá áp bồ sắc gà giá gắt tí đời này thà mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh tha phù tô a dằn lô cô ta nú két tha quý sa ti sa cú nô cha la mút tô quá áp bồ sắc gà giá gắt cha tí thế gian loáng quáng mù manh hiếm thai ít kẻ mắt lành sáng trong lưới trùm chim khó thoát lòng bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ con có gì sai thì xin Ngài sửa. Con xin nhường mic cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với Pháp Quý Cô Tu Nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn chị Đức Ta, Châu Nguyễn, Sư Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Dạ, Sư Nhật Quỳnh bóp bài. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 174. An tha phù tô a dằn lô cô tánh nú két tha quý phá sa tí sa cú nô cha lâm mút tô quá áp bồ sắc đa giác gắt cha tí. An
tháp phù tô a dằng lô cô tăng nút két tha quý phát sở tí sắc cú nô cha lâm mút tô quá áp bồ sắc gà giá gắt cha tí anh ta phụ tô a dằng lô cô tăng nút két tha quý phát sở tí sắc cú nô cha lâm mút lâm mút gắt đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng quán mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. An tháp phù tô a dằng lô cô tánh nút kẻ tá quý phá sơ tí sách cú nô chà lấm mốt quá ác bồ sắc gà giá gắt chá tí. An tháp phù tô a dằng lô cô tánh nút kẻ tá quý phá sơ tí sách cú nô chà lâm mút tù quá áp bồ sắc gà giá gắt chá tí. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thấy ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Mỹ Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã đọc xong. Bây giờ Tuệ Duyên xin xuống mất ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và dạ, con chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Như Quỳnh, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Điện Tư xin trả bài câu pháp cú số 174. Anh phá phu tổ a dặn lô còn ta nút kết tha huyết bát sati saku no cha la mút tổ wa áp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Anh phá phu tổ a dặn lô cổ ta nút kết tha huyết bát sati saku no cha la mút tổ wa áp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Anh phá phụ tổ a dằng lô cô ta nu kết tha vi ba sa ti sa cu nô cha la mút tổ wa áp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Dạ, con xin đọc qua bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi ít khi thiên giới. Anh phá phù tô a dằng lô cô ta nu kết tha vi ba sa ti sa cu nô cha la mút tô wa áp bồ sắc gắt cha ti. Con xin đọc tiếng Việt. Dạ, con xin đọc bản tiếng Việt của Hòa Thượng Như Đức. Thế gian lốn quán mù manh, hiếm thai ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm
chim khó thuốc lòng, bay lên nhận cảnh quả không mấy người. Dạ, con đã đọc xong, coi có sai, xin Ngài xử lý dùm con. Dạ, xin mời Châu Nguyễn nhé. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 174 ạ. An tha phu to ayang lo ko tanuket thawi pasati sak kuno cha la mut to wa appo sak ga ya gat cha ti an tha phu to ayang lo ko tanuket thawi pasati sak kuno cha la mut to wa appo sak ga ya gat cha ti an tha phu to ayang lo ko tanuket thawi pasati sak kuno cha la mut tô quá áp bồ sắc gà giá gắt cho tí. Dạ, dạ âm thanh của con nghe không rõ ha cô Tự Duyên. Dạ, để con xin phép con đọc lại ạ. À. Alo, dạ thưa đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Alo. Dạ, dạ cảm ơn Sếp Niệm Tư ạ. Dạ cảm ơn Sếp Nguyên Trang. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta. Dạ con xin phép được đọc lại ạ. An tha phu to ayang lo ko tanuket thawi pasati sakuno cha la mutto wa appo sakya ya gat jati. An tha phu to ayang lo ko tanuket thawi pasati sakuno kuno cha la mutto wa appo sắc gà gia gắt cha tí. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đó là bản dịch của Hượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong ạ. À. Con đọc có sai con. Con nhờ sư. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. À. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và con xin được trả bài và cảm ơn Châu Nguyễn. Con xin được trả bài pháp cú kinh số 174. An tha phu to a yang lo ko tanuket tha vi bat sati sukko sakuno cha ya mut to ap bo sap ga ya ga chati. An tha phu to a yang lo ko tanuket tha vi bat sati sakuno cha la mut to ap bo sap ga ya ga chati. An tha phụ tô a dằng lô cô tanh nu cát tha vi bát sa ti sa cu bồ cha la mút tô và áp bồ sạp gà gia gát cha ti. Mến chào liên qua về vào đạo tràng. Dạ, cho con đọc thêm một lần nữa con. Nãy giờ con chạy riết con tới đây con nhìn chữ nó táo quả quá. Anh phụ tô á dặn lô cô ta nu cách tha quy bát chát tí sắc cụ nô chai la mô tô
Quá áp bồ sạp gà giá gát giá tí. Anh đã phụ tổ á dặn lô cô. Ta nụ cát tha quý bát sát tí sắc cục nô cha la mút tờ quá áp bồ sạp gà giá gát giá tí. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thấy Liên Hoa chạy ra chạy vào hoài. Như Quỳnh xin hết bài lên cho Liên Hoa thấy nha. Thế gian lón quán, mù manh, hiếm thai ít kẻ. Mắt lành sáng trong, lưới trùng, chim khó thoát lòng. Bay lên nhàn cảnh, quả không mấy người. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tâm đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai thì Ngài chỉ dạy lại cho con sẽ sửa. Và con xin sám hối. Nãy giờ con chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược nên con nhìn chữ nó không có đứng mà nó nhảy lung tung nên chắc là đọc sai. Và mời Liên Hoa, và trước khi mời Liên Hoa cầm mic, Nhật Quỳnh xin phép nói với Xích Kim nha. Xích Kim muốn nói gì chú khá anh đúc khá thì nói, đừng có kêu Nhật Quỳnh là nói như vậy. Nhật Quỳnh không có nói gì đâu nha. Nhật Quỳnh học là học nha. Nhật Quỳnh không có nói chuyện ngoài lề, chỉ có tội nghiệp chú khá hoàn cảnh khi nào gặp thì Nhật Quỳnh cho nhường mic để chú khá đọc bài trước thôi. Chứ Nhật Quỳnh không có nói lung tung, nên Xích Kim muốn nói gì thì nói, đừng có nói Nhật Quỳnh nói thế này thế kia, tội nghiệp cho Nhật Quỳnh nha. Ngoài Xích Kim. Cô bữa hổm cô nói tôi với ngay cả sư Chí Đức cũng vậy nữa. Vô mà nếu mà ông chồng của cô ta mà về á, mà nghe cô ta đã đọc á, là giục cái điện thoại, làm hư điện thoại, còn đánh cô ta nữa. Thì cô cũng nói tôi là trường hợp cô Xíu Khái giống vậy. Nên nhường cho cổ đọc trước đi, để cổ không có đọc. Tôi nghe rõ ràng như vậy chứ tôi đâu có quen với ai trong cái đạo tràng nên sao tôi biết được. Cô cũng nói đó mà, tại vì cô nói mà cô quên đó, nhưng mà tôi không nhớ là cô nói năm nào, nhưng chắc chắn là năm ngoái đó. Khi tôi vô cô nói một hai lần lận rồi, sư Chí Đức cũng kể tình cảnh của cô Xíu Khá mà tôi nghe, chứ tôi đâu có quen với ai đâu mà tôi biết mà tôi dựng chuyện lên. Nếu mà cô không nhớ thì thôi, thì câu chuyện này bỏ qua đi, tôi không thèm nói tới ai nữa. Vậy là xong ha. Ok, bye. Dạ đúng, tôi có nói, Nhật Quỳnh có nói là hoàn cảnh Xíu Khá thôi, chứ không có nói là có việc cộng hay là gì nằm dùng gì hết. Cô Kim nhớ lại coi, phải không nha, tôi không có nói mấy cái chuyện tầm bậy gì đâu. Dạ, nói hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khó khăn thì thôi, chứ còn cái chuyện mà tôi nói việc cộng nằm dùng trong nhà của... dạ thì nói đừng có nói Nhật Quỳnh nói, tội nghiệp Nhật Quỳnh thôi. Dạ, Nhật Quỳnh không có nói chuyện mấy cái chuyện đó đâu, nhất là trong cái rơm Phật giáo này là không bao giờ. Dạ, chuyện ai làm gì đó thì làm, Nhật Quỳnh không có nói tầm bậy gì. Dạ, đừng có nói là Nhật Quỳnh nói, tội nghiệp Nhật Quỳnh chết. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ mời Liên Hoa. Liên Hoa ơi, có trước máy không? Liên Hoa có trước máy không? Rồi, mời Liên Hoa đọc bài nha. Dạ, cảm ơn cô Tiêu Nữ Tị Viên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con lãnh lễ sư phụ Trí Đức, con lãnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài kinh Pháp Cú 174 ạ. An tha pu to a yang lo ko tanuket tha vipassati sakuno cha Sakuno cha la mutto 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 va appo sắc gà giá gắt chết tí. Con mới vô con chưa nhìn được mặt chữ, con đọc nó không dạ. An tha pu to a yang lo ko tanuket tha vipassati sakuno cha la mutto va appo sắc gà giá gắt chết tí. An tha pu to a yang lo ko tanuket tha vipassati sakuno cha la mutta mutto vappo sakka
Yagachati. Con xin đọc thêm một lần nữa, con mới vô con hơi bị khớp. Anthaputo ayang loko tanuketha vipassati sakuno cha lamutto va appo sakga yagacchati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn Châu Nguyễn. Vô hơi bị khớp, thấy rối rắm quá nên tâm nó không có được định, không có đọc được nó. Bởi vậy những cái chuyện tào lao nó dễ làm cho mình bị phân tâm. Dạ con xin sám hối ạ. Con xin đọc lại một lần nữa ạ. Xin đạo cho hằng hoan hỷ. Anthaputo ayang lo nuketha vipassati sakuno cha lamutto va appo sakga yagacchati. Hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trói chùm tim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con biết là con đọc sai nhiều lắm, xin sư phụ hoan hỷ chỉ cho con ạ. Dạ con xin xuống mít. Dạ sa thú kính cảm ơn Liên Hoa. Nguyên Trang có ở nhà không hay là đang lấy xe Nguyên Trang ơi? Dạ cảm ơn cô tu nữ tự viên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nguyên Trang có cầm mic được không hay đang lấy xe? Đang ở ngoài. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Rồi đang ở ngoài thôi, Nhật Quỳnh thỉnh nghe ngài lên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con không còn thấy bàn tay bị nào nữa, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ ngài có nghe được anh Thanh con, con cũng thỉnh ngài ạ. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ sư có trở lại máy chưa bạch sư? Dạ sư trở lại máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Alo, 123, 123, đưa tay rồi mà không chịu dòm gì hết trơn. Rồi, nghe rõ ha. Sa thu. Quý vị hôm nay thể hiện rất là tốt. Câu này cũng hơi khó đọc chứ ha. Nhưng mà quý vị đọc được vậy là quá hay rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta tiếp tục nha. Quá wow, như vậy là xài máy xịn rồi, xài máy xịn cho nên không thấy bàn tay. Máy dỗm dỗm nếu mà win 7 thì còn có thể thấy được, còn mà xài qua win 10 thì coi như là không thấy bàn tay. Rồi trở lại vấn đề ha. Tô Phật Ngôn 174, chúng ta đã qua cái phần kinh, còn bây giờ tới phần kệ thì tương đối nó thoải mái hơn. Trong cái lối hướng dẫn của chúng tôi thì quý vị thấy rằng chúng ta vui để mà học chứ không có trang nghiêm quá. Nhiều khi trang nghiêm quá làm quý vị thấy ngại sợ, cho nên quý vị cũng thông cảm đi ha. Nhưng mà chúng ta đi từng cái khâu, tức là từ kinh qua kệ rồi tới cái phần mà duyên sự á, thì cái đó quý vị có thể nói lên cái ý kiến của mình ha, làm sao cũng được. Chúng ta bàn luận với nhau để thấy rõ được cái câu Phật ngôn này ý nghĩa làm sao, để rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống.
Thì bây giờ phần đọc kinh đã xong, nhưng mà chúng tôi ôn lại để rồi qua dòng kệ. Anh tháp phù tô ấy dần lô cô ta nu kê tha quy pháp sá tí sá cục nô cha lá mô tô quá áp bồ sắc gà giá gát chá tí. Anh tháp phù tô ấy dần lô cô ta nu kê tha quy pháp sá tí sá cục nô cha lá mô tô quá áp bồ sắc gà giá gát chá tí. Anh tháp phù tô ấy dần lô cô ta nu kê tha quy pháp sá tí sá cục nô cha lá mô tô quá áp bồ sắc gà giá gát chá tí. Đó là giọng kinh. Còn bây giờ một câu tám từ thì chúng ta chia ra hai để có được một cái giọng kệ, tức là bốn bốn. Anh tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi pa sa ti sa cu nô cha la mu tô vang âm bồ sắc ga ya gan cha ti anh tha phu tô a yam lô cô ta nu kê tha vi pa sa ti sa cu nô cha la mu tô vang âm bồ sắc gia ya gan cha ti anh tha phu tô a yam lô cô ta nu kê tha vi pa sa ti sa cu nô cha la mu tô vang âm bồ sắc gia ya gan cha ti đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục giai đoạn khác, không còn đọc dụng kinh nữa mà bây giờ đọc dụng kệ. Tuy nhiên ai chưa đọc thì thích dụng kinh thì đọc dụng kinh, thích dụng kệ thì đọc dụng kệ, cái gì chúng ta cũng phải biết. Không biết nhiều thì biết ít. Cái nào mà chúng ta có khiếu, có sự đam mê trong đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào kinh và kệ. Chẳng qua là chúng ta an trú để hiểu được đời này thật mù quáng. Cái kệ thấy rõ ràng, mù quáng thấy rõ ràng thấy cái gì? Cái điều đó quan trọng. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị ạ. Khó quá, không ơi. Xin chào Nguyễn. Trời ơi, 11 tuổi mà con như giỏi quá trời vậy nè. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính lãnh lễ chư Đức Tăng và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thưa sư, con lên con kệ chứ còn không không ai lên. Cái hồi sư thấy con tặng hoa, cái sư nói con lên liền. Dạ con xin phép được kệ câu pháp cú số 174 ạ. An tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa cu nô cha la mu tô wa a po sa ga ya ga cha ti an tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa cu nô cha la mu tô wa a po sa ga ya cha ti an tha phu a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa cu nô cha la mu tô wa a po sa ga ya ga cha ti đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian láng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh, quả không mấy người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã kể xong ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng đã nghe con kể, tại vì con kể ghê quá.
Dạ con xin phép được xuống mic và dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn đi chữ biết này rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức cùng chư tăng hiện diện để quý bà quý cô tử và kính chào tất cả quý thầy nam quý nữ. Dạ con xin kệ cầu cấp cứu số 174. Thập cô a lô cô ta nu kết ta vi bát sa thi sa cu nô cha la một tô wa hạp bồ sắc gà dạ gạch cha thi an đa bu tô a yang lô cô ta nu kết ta vi bát sa thi sa cu nô cha la một tô wa hạp bồ sắc gà dạ gạch cha thi Anta puto ayan loko tanu ketta vipassati sakuno cha lamutto wa appusakka yagat chati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Là tự nhiên không thấy phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ tự nhiên xin xuống mic và cũng xin tạm biệt đạo tràng, rời khỏi room để hôm nay tự nhiên mắc đi chợ. Kính chúc đạo tràng luôn luôn tinh tấn tu học, thân tâm an tịnh để tiếp tục thu pháp cú 174 này. Giờ tới còn khoảng một tiếng mấy đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ mỗi người một hướng đi để thân tâm yên tịnh để chúng ta học. Kính chúc đạo tràng luôn luôn là giữ một cái tâm thật thanh tịnh. Dạ, tự nhiên cũng xin xuống mít và rời râm. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ của tụ nữ Thệ Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con cũng xin kể câu pháp cú 174. Và dạ, sau đây rồi con chắc cũng không có trước máy được. Con xin rời trước máy ạ. Dạ con xin kể ạ. An tha phu tô a văn lô cô ta nô kết tha quỷ bát sa tì sa cú nô cha là một tô hoa ập bô sắc gá và gặp cha tì anh tha phu tô a văn lô cô ta nô kết tha quỷ bát sa tì sa cu nô cha là một tô hoa ập bô sắc ga và gặp cha tì anh ta phu tô a
yang lo ko ta nu ket ta vi bát sa te sa ko no cha la mut to wa ap bo sắc ga ya gặp cha te. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong lưới trùm chim khó thoát lòng. Bay lên nhàn cảnh, quả không mấy người. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ Sư Phụ Chí Đức, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con xin kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin kệ câu kinh Pháp Cú 174 ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã cho biết tín hiệu. Antaputo Ayang Loko Taloketa Vipassati Sakuno cha la muto va apo saka jagacchate anthaputo ayang loko taloketa vipassate sakuno cha la muto va apo saka jagacchate. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã kể xong ạ, con xin mời vị kế tiếp. Sa thú, kính cảm ơn Liên Hoa. Nam mô Bụt Tha Giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh, kính chào Đạo Tràng, cảm ơn Châu Nguyễn. Và cảm ơn Chị Liên Hoa cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin sám hối với Đạo Tràng. Con nãy giờ con bận việc ở bên ngoài quá. Và con không có tặng quà cho vị nào hết. Và xin Đạo Tràng hãy hoan hỷ cho con. Dạ, cài lại mệt quá. Dạ, dạ con xin được kệ á, con kệ chắc là kệ ẹt luôn, nhưng mà cũng phải ráng thôi. Dạ. Anh tha vô tô à dặn lô cô ta nô kết tha vì bạc xa ti sa cụ nô cha là mùa tô quá bập bơ sắp ga và gạch cha tì anh thả phu tô à dặn lô cô ta nô kết tha vì bạc xa tì sa cụ nô cha là mùa tô quá bập bơ sắp ga và gạch cha tì anh thả phu tô à dặn lô cô ta nô kết tha vì bạc xa ti sa cụ nô cha là một tô quá áp bô sắp ga và gạch cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới.
Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thế gian gắn quán mù manh, hiếm thai ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn Liên Hoa, cảm ơn Châu Nguyễn có chức mái. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, còn vị nào chưa kể thì xin đưa bàn tay lên ạ. Dạ, Nhật Quỳnh xin nhường mic. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bây giờ thì con cũng không biết còn ai chưa nữa mà con không có thấy bàn tay ai. Dạ, con cung kính, con cung thỉnh Ngài trở lại mái ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ. Dạ, một lần nữa xin thay mặt. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn. Dạ, con thấy bàn tay của Ngài rồi. Dạ, con kính nhận mít cho Ngài, à, đến Ngài. Dạ, con có sai lầm gì. Dạ, chỉ dạy cho con. Dạ, con từ xa con trả lời nên con nghĩ rằng con rất nhiều cái sai. Dạ, con kính nhận mít đến Ngài ạ. Sa thủ, sa thủ, rất là hoàn thiện. Bởi vì cái giọng kệ thì gọi là kệ thì sao cũng được mà, kệ đọc sao cũng được hết á, miễn sao mình nghe hay là được rồi ha. Còn người khác cái cảm nhận của người ta thì cũng có sự thiên vị, vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si mê, chứ ít có người khách quan. Nhưng mà cái mình đọc mà mình thấy rằng ô nghe có lý ha, nghe hay quá ha. Đọc thì đọc đừng có rung đùi nha. Nếu mà đọc mà rung đùi á, cái đó là coi như quả thích say mê theo âm thanh sắc đó. Mà mình đọc á, mình phổ cái hồn của mình vô đó, mình đọc mình hiểu đời này thật mù quáng ha. Dân lô cô đời này nè, mù quáng cái gì? Tánh lô kế theo quý pháp sạch tí, thấy rõ ràng cái gì? Vâng vâng. Thì bây giờ cái vấn đề tin và tệ, chẳng qua chúng ta an trú trong cái câu Phật ngôn này, chứ không phải là chúng ta đọc để ngâm nga, đọc để cho người khác họ khen, mà tự mình khen mình thôi ha. Tự mình khen mình chứ mà đọc người khác khen là thôi ngồi rung đùi là chết rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta đọc lại và đi vào duyên sự nha. Câu Phật ngôn 174. Anh tha phù tô hay dằn lô cô tá lô kê tha vi pa sa ti sa con nô cha la mô tô quá ốc bồ sắc gà gia gà chá ti. Anh tha phù tô hay dằn lô cô tá lô kê tha vi pa sa ti sa con nô cha la mô tô quá ngầm bồ sắc gà gia gà cha thì anh tháp phù tổ dân lộ cô ta nu kê tháp vi pháp sư ti sa cô nô cha la mu tổ qua ấp bồ sắc gia gia cha thì anh tháp phù tổ ai dân lộ cô ta nu kê tháp vi pháp sư ti sa cô nô cha la mu tổ qua âm bồ sắc gia 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 cha thì đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới. Câu Phật ngôn 174. Đức Phật Ngài đã xuất ra khi Ngài ngự tại cái tháp Akgalawa. Akgalawa, đây là một cái tháp mà ở nơi đó Đức Phật đề cập đến một người thiêu nữ, con của ông thợ dệt. Có một lần Đức Phật Ngài đi đến cái xứ A La Quỳ, thì dân của A La Quỳ đã cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Sau khi đọa thực xong thì Đức Phật tùy hỷ với cái phước mà dân chúng đã làm, và Ngài đã thuyết lên pháp thoại: này các cộng sự, các ngươi nên tu tập về tùy niệm sự chết như vậy. Đời sống của ta không có tồn tại, chết chắc chắn sẽ đến với ta, ta chắc chắn phải chết, đời sống
sự chết của ta. Có một cái sự chết đó là một cái lẽ thường tình không thể thoát khỏi. Người mà không tu tùy niệm về sự chết thì kim chung thường thường giật mình, kinh sợ, than khóc, kinh hoàng. Ví như người trông thấy con rắn độc sẽ kinh sợ la lên. Còn người mà tu tập niệm về sự chết, người ấy không có sự giật mình, kinh sợ hay là hoảng hốt trong lúc lâm chung. Ví như người trông thấy con rắn độc từ xa đã dùng tay đuổi nó đi. Do vậy các người hãy chuyên niệm về sự chết đi. Những người ở đó nghe pháp, sau khi nghe bậc đại sư thuyết giảng pháp thoại này, chỉ tầm cầu trong cái phận sự của mình mà thôi, chứ không quan tâm. Riêng có người con gái của người thầy dạy đó, lúc đó vừa tròn 16 tuổi, thì cô có một cái sự suy nghĩ: đời của Đức Phật dạy thật là thù diệu, ta nên là người tu tập niệm về cái sự chết. Và thế là cô ta hằng chuyên tu về cái đề mục niệm về sự chết cả ngày lẫn đêm. Rồi Đức Phật sau khi thuyết giảng về pháp thoại, ngài tuần tự du hành từ kinh thành Sawatthi đến Cetavana suốt cả 3 năm dài. Cái cô tín nữ này luôn luôn tu tập niệm về sự chết. Một hôm Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát về thế gian, ngài đã thấy rằng cái hình ảnh của cái nàng cô gái này, con của người thầy dệt, đã ở trong cái giác võng của ngài. Ngài suy xét rằng đây là cái nhân như thế nào nhỉ? Và ngài thấu hiểu cái cô con gái người thầy dệt này, từ khi nghe pháp của Như Lai, tinh cần tu tập niệm về sự chết đã tròn 3 năm. Như Lai sẽ gửi đến đó, cô ta sẽ đến nghe pháp. Như Lai sẽ hỏi cô ta 4 câu hỏi, cô ta sẽ trả lời đúng theo ý của Như Lai. Và Như Lai sẽ ban cho nàng tiếng xa thủ sau mỗi lần câu trả lời. Và cơ hội đó Như Lai sẽ thuyết pháp thoại. Và khi dứt câu đề ngôn thì cái cô con gái người thầy dạy này sẽ được quả vị Tu Đà Hoàn. Và nương nhờ nàng thì đại chúng sẽ nhận được rất là nhiều điều lợi ích. Sau khi quan sát rõ ràng, Đức Phật cùng với các vị tỳ khưu khởi hành từ Cetavana đi đến xứ A La Quỳ. Sau khi tuần tự du hành đến xứ Alawi, ngài cùng chư tăng vào ngự tại tịch xá Akgalawa. Cư dân ở trong vùng Alawi biết rằng bậc đạo sư đã ngự đến, đi đến tịch xá cung thỉnh ngài và tăng chúng thọ thực nơi tịch xá. Có cả nàng con gái con của người thầy dạy cũng biết được Đức Phật ngài đã ngự đến. Và nàng có cái tâm quan hỷ vô cùng: bậc đạo sư đã người đến nơi đây rồi. Ngài là bậc vô thượng pháp vương, là bậc tối thượng nhân, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài có một cái gương mặt sáng rực như trăng rằm. Ngài đã người đến Alawi. Và cô ta suy nghĩ thêm rằng ta đã được diễm phúc chiêm ngưỡng kim thân của ngài. Ngài có một màu da màu vàng tinh anh cao thượng cách đây 3 năm. Bây giờ ta được duyên may kim ngưỡng kim thân của ngài, cùng với sự nghe những lời giáo giới của ngài, pháp thoại của ngài có hương vị thật là thuộc thắng. Và vào sáng hôm sau, khi cha nàng đi đến hàng dệt, chẳng bảo nàng rằng: này con, tấm vải Sataka của người mướn ta dệt, ta đang dệt, còn khoảng một gang tay nữa thì xong. Ta phải dệt cho xong tấm vải ấy trong ngày hôm nay. Vậy thì con hãy cuộn tới đi, khi xong rồi mang đến hàng dệt cho cha.
Khi nghe cha bảo như vậy thì cô ta mới suy nghĩ: ta muốn được nghe pháp nơi bậc đạo sư, nhưng mà cha của ta dặn có cuồng tơ như thế, ta phải làm sao đây? Nghe pháp của bậc đạo sư hay là cuồng tơ cho cha của ta? Cô ta lo lắng suy tư, nếu mà ta không cuồng tơ cho cha thì cha sẽ đánh ta. Thôi thì hãy gắng cuồng tơ cho xong rồi đi đến nghe pháp sau. Nàng cuồng tơ rồi mang cái cuồng tơ đặt vào trong giỏ đi đến hàng dệt của cha. Bây giờ thì cả thị dân ở trong thành A La Uy đều đến tịnh xá cúng dường Đức Phật và tăng, rồi ngồi yên đặng quanh để chuẩn bị nghe pháp thoại của Đức Phật. Bậc đạo sư ngồi im lặng, ngài suy nghĩ rằng: ta vì con của người thợ dệt mà đến đây, đi du hành trọn một quãng đường là 30 giờ tuần. Và hiện nay thì cô gái kia chưa có mặt. Khi nào cô ta đến thì lúc đó Như Lai sẽ giảng pháp thoại. Đức Phật ngồi im lặng. Khi mà bậc tối thượng nhân im lặng thì không một ai trong thế gian này, kể cả Ma Vương, Phạm Thiên, có đủ thần lực để bạch hỏi được. Rồi khi người con gái, con của ông thợ dệt, mang cái giỏ đựng tơ đến tịnh xá, nàng đi vào hội chúng, đứng phía sau thính chúng, chiêm ngưỡng dung nhan của bậc đạo sư. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn cô ta, và cô ta hiểu rằng bậc đạo sư đang ngồi giữa đại chúng, ngài im lặng nhưng mà lại đưa mắt nhìn ta, nghĩa là ngài đang chờ đợi ta. Vô cùng hoan hỷ, cô ta đặt cái giỏ đựng tơ xuống, đi đến đảnh lễ dưới chân bậc đạo sư. Vì sao mà Đức Phật trông chờ cái nàng tiên nữ này? Ở đây được biết rằng cái nghiệp đoạn tận sẽ đến cho cô ta trong ngày hôm ấy. Nếu mà cô ta mệnh chung trong lúc còn phàm nhân thì sẽ không có được sự sanh thú chắc chắn. Nhưng mà nếu cô ta đến với bậc đạo sư nghe pháp từ Đức Thế Tôn và sẽ chứng đạt được dự lưu quả thì có một người sanh thú chắc chắn và sẽ trở về cái cõi trời Tusita. Bây giờ cô con gái người thợ dệt đi vào đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng một nơi phải lẽ. Đức Phật một phóng hầu và sáu màu tỏa ra, đợi cho cô ta yên vị, Đức Phật mới hỏi rằng: này cô tín nữ, cô từ đâu đến? Và Đức Thế Tôn còn không biết: này cô tín nữ, rồi cô sẽ đi về đâu? Và Đức Thế Tôn còn không biết: này cô tín nữ, cô không biết thật ư? Và Đức Thế Tôn còn biết: có thật là cô biết hay không? Bạch Đức Thế Tôn còn không biết. Đức Phật ngài phán hỏi bốn câu hỏi như vậy, nhưng mà khi đó thì đại chúng nghe cô ta trả lời xôn xao trách cô ta rằng: này các ngươi hãy nhìn xem cái cô con gái người tự dệt, cô ta đã giễu cợt bậc đạo sư. Khi mà ngài hỏi rằng từ đâu đến thì cô ta đáp là từ nhà đến chết. Rồi khi ngài hỏi rằng đi về đâu thì nên trả lời rằng con sẽ trở về nhà. Rồi khi ngài hỏi cô ta cần phải trả lời như thế là thích hợp, có phải như vậy không? Bây giờ đợi cho đến khi mà tính chúng im lặng hết, Đức Phật từ tốn hỏi cái cô thiếu nữ nữa: này cô thiếu nữ, khi mà Như Lai hỏi rằng ngươi từ đâu đến, vì sao mà cô trả lời là con không biết? Bạch Đức Thế Tôn vẫn biết là con từ nhà đến đây, nhưng mà ngài hỏi ngươi từ đâu đến không phải là ý như vậy, mà ngài muốn hỏi rằng con từ đâu sanh đến đây. Nhưng mà con không biết được con từ cảnh giới nào tái sanh vào cảnh giới này, cho nên con trả lời con không biết.
Lần thứ nhất, Đức Phật tán thán: Sa thủ, sa thủ. Này cô thứ nữ, ngươi đã giải đáp đúng câu hỏi của Như Lai rồi. Này cô thứ nữ, tại sao khi mà Như Lai hỏi ngươi sẽ đi về đâu thì cô đáp rằng cô không biết. Bạch Đức Thế Tôn lễ thường ngài vẫn biết sau khi nghe pháp con trở về nhà, nhưng mà ngài muốn hỏi con rằng sau khi con chết con sẽ tái sanh vào cảnh giới nào. Nhưng con thì con không biết cảnh giới con tái sanh, cho nên con đáp là con không biết. Sa thú, sa thú. Này của tiên nữ đã đáp đúng cái ý nghĩa của câu hỏi của Như Lai. Bậc đạo sư đã tán thán lần thứ hai và ngài phán hỏi tiếp: Này của tiên nữ, khi mà Như Lai hỏi rằng cô không biết thật hay sao, vì sao cô trả lời rằng Bạch Thế Tôn còn biết? Bạch Đức Thế Tôn, vì con hiểu biết rằng thể tâm này tất phải có ngày hoại diệt, vì thế con trả lời rằng Bạch Đức Thế Tôn con biết. Lần thứ ba, Đức Phật đã tán thán: Người con gái, con cũng thể dạy bằng tiếng sa thủ, sa thủ. Lần thầy, cô đã đáp đúng cái ý nghĩa câu hỏi của Như Lai. Và này tiếng nữ, khi mà Như Lai hỏi ngươi biết thật sao, thì tại sao cô lại trả lời rằng con không biết? Và bình tĩnh Thế Tôn, con muốn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng mà sau khi con chết sanh vào cái cảnh giới nào, để nữa con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm, chết bằng cách nào, nơi nào, ở trên rừng hay dưới nước, vào lúc mà thiếu niên hay là trung niên, con cũng thể biết được. Con đã trả lời rằng con không biết. Và lần thứ tư, Đức Phật tán thán cô ta rằng: sa thủ, lành thầy. Câu hỏi của Như Lai, cô đã giải đáp đúng theo ý nghĩa. Và ngài đã dạy với đại chúng rằng: Các người không hiểu biết hết cái ý nghĩa của câu hỏi của Như Lai như cái cô tiến nữ này. Những câu hỏi thâm diệu đã được cô ta giải đáp phơi bày đúng lý. Các ngươi nên tán thán cô ta, chứ đừng có phiền hà trách cứ cô ta. Người vô nhân gọi là người mù. Cũng vậy, người mà thiểu trí được gọi là kẻ ngu. Còn người có mắt sẽ thấy được các cái sắc một cách rõ ràng. Người có trí thì thường thấu được cái đạo lý thầm thâm là như vậy. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 174: Anh tha phu tù a dằng lô cô ta nô kê tha vi pa sa ti a sa cu nô cha na mô tô qua ấp bồ sa gà gia gà cha ti. Đời này thật mù quáng, ít giải thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này thì cái cô con gái, con người thời gian chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn và pháp thoại đã đem lại lợi ích cho đại chúng. Sau khi cô ta nghe pháp thoại xong thì hoan hỉ lấy cái giỏ đựng cuộn tơ đi đến nơi làm việc của cha. Khi đó cha của nàng đang ngủ, cô ta vô ý cúi xuống đi vào và cái giỏ tơ nó chạm vào khung cưỡi, làm lay động khiến cho cha của cô ta giật mình. Và theo động tác thường ngày thì ông kéo ngay cái khung cưỡi. Thanh sắc của khung cưỡi đã đâm ngay vào ngực của người con gái. Cô ta chết ngay tại chỗ, rồi được khỏi sanh vào khỏi trời đau suốt Tushita. Người cha nhìn xác con đẫm máu, ngã sóng xoài ra chết. Ông hối hận, tâm tràn ngập sầu não, than khóc thảm thiết. Và với gương mặt đẫm lệ, ông suy nghĩ: Không có gì có thể làm cho ta dứt khổ sầu này được ngoài Đức Thế Tôn. Ông đi đến Đức Phật, gương mặt tràn đầy nước mắt, đến lấy Đức Phật và hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nhổ cái mũi tên sầu muộn này ở trong tâm của con. Đức Phật
mới phú dụ ông ta rằng: Này ông Cận Sĩ Nam, ngươi chớ nên sầu muộn nữa. Nước mắt của ngươi đã tuôn ra vì thương tiếc con mình, nên đã nhiều hơn nước trong bốn bể đại dương. Không có gì thấu rõ sự khổ sầu của ngươi đâu. Ngươi hãy dẹp tắt sự thương mến đó đi. Và Đức Phật đã thuyết pháp thoại Amatpakkha, nói lên cái sự bất tử. Và ông Cận Sĩ Nam đó đã vơi đi sầu muộn, xin đi xuất gia, sống một đời sống phạm hạnh trong pháp luật của Đức Thế Tôn, và tinh cần hoàn thành sa môn pháp, chẳng bao lâu chứng đạt được a la hán quả. Câu Phật ngôn 174 duyên sự chúng tôi đã trình bày xong. Và trong duyên sự này chúng ta thấy rằng con ông Thời Dệt có duyên lành niệm chết 3 năm được vãng sanh, trước phút lâm chung đắc nhất quả, nhờ nghe lời giải bốn câu rằng: Phật dạy người không tuệ mắt mù, chỉ nhìn sự vật lối phàm phu. Bốn câu hỏi đố là thiền ngữ, không hiểu còn cho cô gái ngu. Thời Dệt sầu con chết xuất gia, vui trong nếp sống của tăng già, về sau đắc quả a la hán, đắc được ăn sâu Đức Phật Đà. Câu Phật ngôn 174 phần duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và đây là lúc mà chúng ta đi sâu vào nội dung. Tại sao rất ít đi thiên giới, rất ít đi thiên giới? Chứng tỏ là như Đức Phật ví dụ, có người đi về nhàn cảnh, tức là cõi trời và cõi thánh, thì nó ít giống như cái sừng của con bò. Còn người mà đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì nó nhiều giống như lông bò. Và một cái trường hợp điển hình trong câu chuyện của vua trời Đế Thích, khi còn ở nhân giới, ngài là một thanh niên vạm vỡ, có cái tâm hướng thượng, chính tự mình nghĩa là làm đường làm cầu cho dân chúng đi. Và khi làm đường như vậy, đắp đất cho bằng phẳng để xe cộ cho người đi lại được dễ dàng, thì người ta lại cho rằng anh ta là một người ngu. Tại sao mà tiền bạc bỏ ra để làm những cái chuyện mà chuyện của thiên hạ mà không lo chuyện của căn? Và anh chàng thanh niên mắt khá này, ai nói gì kệ người ta, còn chuyện của mình làm thì mình cứ làm. Và với một cái ý chí cương quyết, người ta hỏi làm đường này lên làm gì, thì chàng thanh niên mắt khá mới trả lời: Tôi làm con đường để đi về thiên giới. Nghe thấy phi lý quá quý vị. Con đường ở dưới đất này mà đi về cõi trời, nói cái chuyện hoang đường. Nhưng mà anh chàng thanh niên mất khác lại nghĩ rằng có nhân có quả, mình tạo con đường ở đây, đây do cái thiện sự này mà cái hậu quả sẽ đưa đến cho ta là sự an vui. Làm đường tức là một cái sự thông thoáng, một cái sự đi lại, một cái sự dễ dàng trên cái lộ trình tu tập. Nhưng mà có một số người khi nghe chàng thanh niên Bát Kháng nói rằng làm con đường đi về thiên giới, thì họ cũng quan nghĩ cùng một cái tâm trạng giống nhau, cho nên để kết hợp được 32 người nữa, tất cả là 33 người. Trong 33 người này cùng làm việc giống nhau, cùng tư tưởng giống nhau và cùng hành động giống nhau, cho nên 33 người này cộng tác với nhau trong cái cõi nhân giới của chúng ta làm các thiện sự. Và khi làm các thiện sự thì những người khác ăn không ngồi rồi, có chức thì họ có quyền. Nhưng cái quyền của họ là quyền gì? Họ nghĩ rằng mấy cái thằng thanh niên này
cái số tiền nó bỏ ra như vậy ngu quá. À, đem số tiền đó mua rượu mua thịt nhậu nhẹ à, như vậy thì vui quá đi. Thì anh chàng khu trưởng á mới kêu 30 người đó, 33 người lại, có anh chàng thiên liên mắt ha là đầu đàn, là chủ nhóm, là làm cái chuyện công cốc nó làm gì, chuyện đó là chuyện đừng lo, để nhà nước lo, đó là người có quyền hành ở đây, ta sẽ lo chuyện này, còn các ngươi thì đem tiền bạc lại đây, rồi nhậu nhẹt cho luôn, làm chi vậy, chuyện đó đâu phải là phận sự của các ngươi. Nhưng mà cái nhóm thanh niên này không chịu, nói rằng không, à, mỗi người có mỗi cái tư tưởng khác nhau, không có chức có quyền, đáng lẽ chuyện này không phải làm. Nhưng mà ông không làm thì chúng tôi thấy cái vấn đề lợi ích trước mắt là đi lại thông thoáng, phương tiện, rồi các vấn đề kinh tế sẽ phát triển, à, và cầu hư thì sửa lại, đường xá gặp bình ổ gà thì coi như là chỉnh sửa lại cho nó, à, cho nó đi lại cho nó dễ dàng, cho ăn vui. À, thì cái anh chàng thôn trưởng về không có ăn, không có nhậu, không có hối lộ, tâu với đức vua. Có một cái nhóm phản loạn tụ tập lại, phá rối